Thưa quý vị, ngày hôm nay, đồng chí Sị Sẩy Lư Đệt Mun Sòn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào cùng đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Tuyên Quang. Đồng chí Sị Sẩy Lư Đệt Mun Sòn đã bày tỏ ấn tượng với những thành tựu trong phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng của tỉnh Tuyên Quang. Đồng chí cũng bày tỏ mong muốn qua chuyến thăm và làm việc tại Tuyên Quang sẽ được tìm hiểu những kinh nghiệm trong phát triển kinh tế xã hội, kinh nghiệm xây dựng Đảng ở Tuyên Quang. Đặc biệt, đồng chí chân thành cảm ơn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang đã che chở, giúp đỡ lãnh đạo Đảng và Nhà nước Lào trong những năm tháng cách mạng, giữ gìn và phát huy giá trị của khu di tích cách mạng Lào, trở thành biểu tượng đẹp của tình hữu nghị Việt Nam-Lào. Cùng với đó, mong muốn tỉnh Tuyên Quang sẽ tiếp tục có những hoạt động thiết thực để hợp tác với các địa phương của Lào. Tuyên Quang hiện có mối quan hệ kết nghĩa và có nhiều hoạt động hợp tác với tỉnh Siêng Khoảng và tỉnh Phong Sa Lì của Lào, tiếp nhận du học sinh Lào đến theo học, đào tạo trình độ đại học và đào tạo nghề.